Xin chào các bác nhé. Em mai qua CAVKR85 nhé. Con này khá đẹp luôn. Hình thức đẹp. Các bác thấy chưa? Hình thức đẹp. Con này em cam đoan là em không tút tát sờ ba nhé. Con này em nhập về sao là y chang như vậy luôn. Loa đẹp. Mỗi là nó bị kiểu này. Cái cấn đầy tí này. Cạnh này. Đó, cạnh đấy là bị nhỏ nhỏ đấy. Hình thức là đẹp, chạy full, cắm line in chuẩn nữa nhá, không phải line in chế đâu nhá, nó có hỗ trợ line in mà. Nhưng quay mặt sau nói chung là hồi cạnh đẹp nhá, lock đẹp. Nói chung con này mà để em nhìn là 90% ấy. Dây vẫn xịn luôn, nên dây rất dài, không bị cắt bớt. Hai dây loa này không bị cắt xén. Đây. Aiqua Tokyo Japan. Đây là cổng line in. CD trên line in. Con này chạy full. Hay. Ghi được luôn. Đấy. Bình thường em ít khi em test phần ghi băng lắm. Nhưng mà đôi khi có anh em lại thích là ghi được. Là con này ghi được luôn. Đây em đang test line in nhé. Đây đang line in này. Nằm chân đấy. Nằm chân ở điện thoại này. Nằm anh đi từng đêm vàng võ vùng ngoài ô có người. Dạ. Đây bác chẳng có bệnh gì cả. Bây giờ thì mời em nữa. Viên nang này thì phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người em. Trước đó thì bác cũng quan tâm, cũng dễ dàng mang theo mình. Tinh thần chữ tâm, chữ trung, chữ nghĩa luôn luôn được các thính giả thể hiện. Chính sách này bảy vấn đề là cho người cao tuổi. Cờ sáng cho bất động sản khu công nghiệp, bài viết trên báo Tin Tức cho thấy việc các khu băng em thấy băng tắt cái này in đi. Tiếng quá hay luôn nha anh em. Em đã thay dây cu loa hết rồi. Con này em nói luôn, con này riêng là con này bao zin nhá. Mên nguyên bản luôn. Không một mối hàn nào luôn nhá. Bác là yêu cầu em có thể chụp ảnh luôn. Bởi vì là trong quá trình tháo này em đã chụp ảnh đề phòng rồi. Thật luôn là phải đề phòng rồi. Để nhiều anh em nhiều khi thích nhìn nội thất. Đấy, để em chụp nguyên bản luôn, cơ nguyên bản, mạch nguyên bản luôn. Tiếng cực hay luôn. Bên này có auto top, bên này có auto vớt và có chế độ vớt bằng tay. Mà vớt bằng tay nhạy lắm. Đấy, anh em thấy không? Quân ngơ ngác nhìn mây, mây bay tan. Vớt phần nào chết phần đấy luôn. Vớt phần nào chết phần đấy. Tua ok. Tua ok. Test cửa này. À, người ánh đi quân đời. Nhưng cửa bên này tiếng không sáng bằng bên này. Có em chưa. Chắc phải chỉnh cái đầu từ kia một tí. Tóc nàng xanh xanh, tôi người chiến binh xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em gái. Đài radio FM Cite. Ngày hợp độ. Nàng không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ của nhân. Con này nó có chế độ tốc độ để ghi âm nhanh chậm. Nàng chuyển kênh
Ê quy, ô quy. Bà thấy không? Em đẩy, đẩy tép này. Chung rồi. Là đi. Hoạt động hoàn hảo nhá. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu. Quá đẹp luôn anh em. Phương. Em còn con nữa, em nên con dọn một con trước. Chạy full luôn.